Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Intermobile Channel. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những chiếc máy trong phân khúc giá rẻ để cho các bạn có thể lựa chọn làm máy phụ hoặc là làm quà tặng cho phụ huynh hoặc là những người lớn tuổi ngày Tết chẳng hạn. Trong phân khúc tầm giá là từ 5 triệu đổ xuống. Và những chiếc máy đó là những chiếc máy gì thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video nhé. Và tất nhiên trong video này thì mình sẽ chia sẻ về những chiếc flagship cũ trong phân khúc tầm giá từ 5 triệu đổ xuống. Còn nếu như bạn nào muốn có một video giống như thế này nhưng làm cho những chiếc smartphone tầm trung mới mà ngon ở phân khúc tầm giá dưới 5 triệu thì đợi video sau nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Đầu tiên ở cái phân khúc tầm giá 3 triệu ấy. Ok, đầu tiên là phân khúc tầm giá 3 triệu trước đi thì chúng ta sẽ có hai đại diện, đấy là iPhone 6s và Samsung Galaxy Note 5. Trước đấy thì mình cũng đã có một video chia sẻ về việc là phân khúc tầm giá hơn 3 triệu thì nên lựa chọn 6s hay là Samsung Galaxy Note 5 rồi. Điểm mạnh điểm yếu của những chiếc máy này thì mình cũng đã nêu ở trong cái video trước đó và các bạn có thể bấm ở ngay cái đường link ở trên đây để có thể xem lại video nhá. Nói chung rằng là nếu như các bạn muốn có một chiếc máy làm quà tặng hoặc là làm máy phụ mà có những trải nghiệm tốt về màn hình, về camera, về nói chung là gần như là tất cả những trải nghiệm nó đều ngon thì các bạn hãy lựa chọn cho mình, đấy là chiếc Samsung Galaxy Note 5 và mức giá của nó thì mình đang để hiện ngay trên màn hình. Còn nếu như các bạn cần một chiếc máy làm máy phụ hoặc là làm quà tặng nhưng nó vẫn sẽ phải có được là hỗ trợ về phần mềm ít nhất là 1 năm nữa hoặc và cũng như là hiệu năng của nó thì vẫn còn đủ ổn để có thể là sử dụng game ghiếc nhẹ nhàng và cũng có thể nói rằng là game ngon hơn, ổn hơn Samsung Galaxy Note 5 thì các bạn lựa chọn cho mình chiếc iPhone 6s. Đơn giản là như vậy thôi. Mức giá của 6S thì cũng đã hiện ngay bên trên màn hình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một đại diện ở phân khúc tầm giá trên 4 triệu. Đấy là chiếc LG G7. Thế đây rõ ràng là một chiếc máy nó gọi là ngon nhất ở trong cái bộ sưu tập ngày hôm nay mà mình mang đến cho các bạn. Đây là một chiếc máy có màn hình tỷ lệ mới, có màn hình độ phân giải 2K, có một thiết kế build từ kim loại và hàn mặt kính trước sau rất là đẹp. Và nó cũng sẽ có một cái thiết kế nhỏ nhưng xinh xắn để cho dù bạn có là một người tay nhỏ hay là một người tay to thì đều có thể cầm nắm nó thoải mái. Thêm nữa thì với LG G7 các bạn cũng sẽ có hai camera với hai tiêu cực khác nhau và nó cũng sẽ mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm mới như kiểu là chụp ảnh xóa phông này. Chúng ta sẽ có những cái chế độ về chụp ảnh thủ công là cực kỳ ngon, quay video cũng thủ công luôn. Nói chung LG G7 là một trong những chiếc máy mà mình thấy nó hội tụ đủ tất cả những yếu tố của một chiếc máy ngon phân khúc tầm giá là 4 triệu. Thêm nữa thì đây cũng là chiếc máy có một hiệu năng rất tốt với con chip Snapdragon 845. Phân khúc hơn 4 triệu mà chúng ta có Snapdragon 845 thì còn gì để chê nữa không? Tất nhiên là không rồi. Chủ yếu là do cái việc tối ưu của LG nó làm không được tốt cho lắm. Thế nên rằng là trong một số những trải nghiệm khi các bạn chơi game thì nó cũng vẫn gặp cái tình trạng là bị drop FPS. Drop như vậy thì nó vẫn quá ổn trong cái tầm giá này. Nói chung là nó ngon và bản thân mình thấy đây là chiếc máy đáng mua nhất tầm giá 4 triệu là flagship cũ. Ngoài ra thì LG G7 còn có những cái yếu tố khác đáng tiền, ví dụ như có khả năng kháng nước hơi bụi bẩn này, chúng ta sẽ có sự bổ sung của con chip DAC rời để mang lại những trải nghiệm nghe nhạc là đã hơn. Các bạn cũng sẽ có ở đây là cụm loa boombox để mang lại những trải nghiệm cực kỳ đã khi mà các bạn để cái chiếc máy lên một bề mặt cứng, nó sẽ gia tăng âm lượng và cũng như là bổ sung thêm cái âm bass để cho các bạn có những trải nghiệm nghe nhạc là đã hơn. Nói chung là vân vân mây mây. Và mức giá cụ thể thì các bạn hãy nhìn ngay bên trên màn hình, mình đang để giá của LG G7 để cho các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một đại diện nữa đến từ Apple. Đây là iPhone 7 và chiếc máy này hiện tại thì cũng nằm phân khúc tầm giá là hơn 4 triệu. Thì với iPhone 7 ở thời điểm hiện tại xem nào, về ngoại hình thì nó cũng sẽ không khác biệt quá nhiều so với iPhone 6s. Thế nhưng tính về cái vòng đời hỗ trợ của nó thì nó cũng sẽ còn khoảng tầm 1-2 năm nữa đấy. Tức là vòng đời hỗ trợ của nó sẽ còn dài hơn so với iPhone 6s. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là iPhone 7 nó cũng sẽ mang lại cho các bạn một hiệu năng tốt hơn so với iPhone 6s. Nói chung rằng là iPhone 7 cũng được đánh giá là một trong những chiếc máy có hiệu năng tốt ở cái tầm giá này đấy. Thêm nữa thì với iPhone 7 các bạn cũng sẽ có khả năng chống rung quang học trên cái cụm camera và các bạn cũng sẽ có quay video tối đa lên tới là 4K, chứ không giống như iPhone 6s cũng quay được 4K nhưng camera của nó lại không có chống rung quang học. Mà các bạn muốn có chống rung quang học trên cái thẻ iPhone 6s thì các bạn lại phải lựa chọn iPhone 6s Plus cơ. Nhưng điểm yếu của chiếc iPhone 7 này thì cũng vẫn sẽ nằm ở cái khoản pin, khi mà cái viên pin của nó chỉ rơi vào khoảng tầm là 1900 mAh mà thôi, nó sẽ không thể kéo dài cho các bạn quá lâu được. Ví dụ như một ngày thì đôi khi các bạn sẽ phải sạc 1-2-3 lần gì đó tùy theo cái nhu cầu công việc và sử dụng của bạn. Còn nếu như công việc của bạn chỉ cần sử dụng iPhone 7 để nghe gọi và cũng như là check một số những văn bản nhẹ nhàng thôi thì
pin của nó cũng đủ ổn thì cho các bạn dùng. Nói chung là như vậy, và giá của iPhone 7 thì mình cũng đang để ở ngay bên trên màn hình. Và chiếc máy cuối cùng mà mình mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay sẽ là một chiếc máy có một cái độ bền vô cùng an toàn, và cũng như là nó cũng sẽ có những cái thứ trải nghiệm nó vô cùng tuyệt vời. Đấy là chiếc Samsung Galaxy S8 Active. Nếu như mà so về cái mặt hiệu năng thì có thể là nó sẽ hơi đuối một chút so với chiếc LG G7, bởi vì là cái chiếc máy này thì nó cũng sẽ chỉ sử dụng con chip Snapdragon 835 mà thôi, chứ nó không được lên đến Snapdragon 845. Nhưng nếu như so sánh với cái chiếc LG G7 thì bây giờ những cái trải nghiệm mà nó mang lại khi mà các bạn chơi game thì nó vẫn sẽ có đôi chút phần nhỉnh hơn ở phần setting. Ví dụ như iPhone 7 thì các bạn sẽ chỉ mở được max setting trong PUBG Mobile là HD và cái FPS là cao, trong khi đó thì tối đa của chiếc Samsung Galaxy S8 Active này có thể mở được trong PUBG Mobile là lên tận HDR và cao cơ. Như vậy là các bạn đã thấy rằng là ở cái mục setting này, những cái trải nghiệm về chơi game thì S8 Active nó đã có phần ok ở trong phân khúc tầm giá. Thêm nữa thì với Samsung Galaxy S8 Active, như mình đã nói rồi, đây là chiếc máy có tiêu chuẩn chống sốc chuẩn quân đội, nên các bạn khi sử dụng có nhỡ tay làm rơi nó hay là gì đi nữa thì cái chiếc máy nó cũng sẽ an toàn hơn, không bị lo lắng về việc là rơi xuống rồi bung bét ra các thứ. Và cái màn hình của nó thì cũng đã được làm dạng màn hình phẳng, nên các bạn cũng sẽ không cần quá lo lắng đến việc là rơi xuống rồi bị mẻ góc cấn cạnh các thứ. Nói chung là nó ổn, nó ok. Còn trải nghiệm màn hình thì sao? Màn hình của nó vẫn sẽ là màn hình Super AMOLED 2K, và chúng ta cũng sẽ có tỷ lệ mới là 18:5:9. Nói chung rằng là S8 Active là một chiếc máy rất ngon, rất bổ và rất bền, để cho các bạn có thể là sử dụng làm máy phụ cũng được, hoặc là làm quà cho phụ huynh thì lại càng an toàn. Chứ không giống như thằng em mình sử dụng một cái iPad không có chống nước gì hết mà làm rơi xuống bồn, mệt lắm. Samsung Galaxy S8 Active có chống nước. Và trên đó là những chiếc máy giá rẻ mà mình muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay, có thể làm quà hoặc là sử dụng trong cái dịp Tết này cũng được. Và các bạn thấy sao, và các bạn có bổ sung gì hay không, xin comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Và video mình thì tạm dừng lại tại đây. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.